Thuân cô, mẹ trách Ủy ban Play Đồng Nai kết bởi lưu lễ khấn khen bởi ốc là trâu tờ kỹ tờ môn ở vơ Play tổ mây. Và bản ngàn không trăm vả dịch vai, tách kế mạch kế thứ trưởng phó chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Lê Sơn Hải tầm bay tờ môn mặt ở Ủy ban Nhân dân bay phi cực tụ ở Play. Cộng bàn trạch, kế bạc tên tách của đảng di tạ, bay lâm tên sĩ sinh sách và đầu ở Play trâu từ kia tầm môn, sống Play Đồng Nai. Kế gọi lâm xã hào, lâm vi học xã hào mặt, á kèn tách mặt. Bé o, tách vi hè, tú nai tú gia, và đầu kế xã hào. Bay sinh sách an học sinh sinh viên là trâu từ kia tầm môn, mà nọ sinh sách, từ kia diên học, tên sĩ học, sinh sách tên lập học đại học cao đẳng. Ghé bay bự lù quọ xa hào. Bay sinh sát hẹ to phận mặt xung bạch xa hào. Sở nâng con vầy quọ xa hào. Bà đầu lâm y âu anh con vầy ở trò tù kia tà môn. Sơn tọa khấn khen bé dịch ơ ghé lâm dạ. Ghé chủ tịch Ủy ban Nhân dân ở Play anh khấn khen. Tu dân bó dịch ơ ghé ban nhân tộc khấn khen bay nhập quà. Đầu tiên là con cảm thấy rất là tự hào vì bản thân và đó cũng sẽ là một cái nguồn động lực to lớn giúp cho em phấn đấu trong những thời gian sắp tới ạ. Rất hân vui, ghé mặt sân hẹ. Xung bấy nay mất bạch thì ở cơn tọa lẹ bơn bơn chạy tên gọi tầm môn hơn. Bấy thầy cô, bấy bạn ở hẹ, ghé tên gọi tách ở. Nhất là xung vi học mê hẹ. Dạ, thầy cô thì là hết sức quan tâm học sinh nè. Bạn bè thì cũng giúp đỡ mình nhiều để mình thích nghi với cái môi trường đó hơn. Cảm xúc của con là con cảm thấy rất vui và tự hào, vinh hạnh khi được nhận bằng khen này. Nó giống như là... Sự năng của con là rất hân vui. Hân vui khi nhập bấy khấn khen hẹ. Này dung cá lâm dạ của bấy van trạch á sung học của ọ. Lâm cơn của con á ly hẹ là ghét thi lập ở phi trường đại học. Và năm ngoái con vừa được kết nạp đoàn và con hay tham gia vào hoạt động binh xã. Khi trường khai giảng hoặc là tổng kết, con sẽ phụ giúp các bạn phổ biến về một số nội dung mà nhà trường yêu cầu. Dạ, đầu tiên là con rất vui và bất ngờ vì con sự cố gắng của con trong rất nhiều năm qua và bây giờ con đã nhận được sự xác nhận của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Con hớn vui khi nhập ghé làm hè. Xung này trạch, con ghé nhập nhận. Con cố gắng học dạ, chạy theo phần gọ hơn, ăn cả tụ vi vơn. Á ly hẹ, con cơn, vạch bấy tên, bấy ọ. Coi cơn học sân y âu, con sĩ hẹ bà đầu, bấy ộp sống vi vơn.